trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 4 tháng 6 năm 2018. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp. Nhiều tin mới thiết thân với đời sống người dân sau đây. Cứ mỗi phút có gần 1 triệu chai nhựa được vứt ra môi trường và gần 500 tỷ túi ni lông được thải ra mỗi năm, gây ô nhiễm trầm trọng cho môi trường. Giải quyết vấn đề này chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ của con người. Ngày 17 tháng 6, khánh thành Thiền viện Trúc Lâm, Hậu Giang. Hậu Giang vừa công bố bản đồ sạt lở, cho thấy tốc độ và phạm vi cảnh báo sạt lở dài hơn 330 cây số. Thị trường tiêu thụ heo lại tiếp tục nóng, giá con giống đắt đỏ nhưng mua chưa chắc có. Kính thưa quý khán giả, Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc tại ngã ba Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ. Công trình văn hóa do Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khởi xướng để chuẩn bị chú đáo cho lễ khánh thành vào ngày 17 tháng 6 tới đây. Sáng nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đến kiểm tra tiến độ thực hiện. Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đặc biệt đảm bảo khâu vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách tham quan. Dự kiến có khoảng 2.000 đến 3.000 người về dự lễ. Thiền viện Trúc Lâm được xây dựng với kinh phí hơn 216 tỷ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi tu tập và sinh hoạt của hơn 250 chức sắc tăng ni và là nơi sinh hoạt chính của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 với chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lông, nhằm tuyên truyền vận động kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất nhựa. Buổi lễ có sự tham dự của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo bà con tín đồ Phật giáo tỉnh Hậu Giang hưởng ứng tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường từ nhựa và túi ni lông đang là vấn đề cấp thiết và quan trọng. Hiện nay, cứ mỗi phút có gần 1 triệu chai nhựa được vứt ra môi trường và gần 500 tỷ túi ni lông được thải ra mỗi năm do thói quen sử dụng một lần rồi bỏ của người tiêu dùng. Đặc biệt, mấy năm gần đây xuất hiện thêm chất thải từ thuốc bảo vệ thực vật thì lại càng nguy hại hơn cho môi trường sống. Thì công tác bảo vệ môi trường cũng còn tồn tại những hạn chế và thách thức. Đó là công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường chưa sâu. Ý thức bảo vệ môi trường vẫn chưa thành thói quen, nếp sống của một số dân cư theo tập quán. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa cao. Giải pháp đặt ra để giảm ô nhiễm môi trường là đánh thuế cao đối với mặt hàng túi nhựa, túi ni lông, giảm thiểu rác tại hộ gia đình bằng việc xách giỏ đi chợ thay thế cho túi ni lông. Mỗi người thay đổi một chút sẽ góp phần làm cải thiện được thói quen sử dụng túi ni lông hàng ngày. Đó cũng chính là thông điệp của Ngày Môi trường Thế giới năm nay hướng đến. Đó là chống lại ô nhiễm chất thải nhựa, nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng. Túi ni lông đã trở thành một vật dụng khó có thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng quá trình phân hủy của ni lông phải mất vài trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm. Nhiều nước trên thế giới đã xem việc sản xuất và sử dụng túi ni lông là phạm pháp. Ở nước ta, vấn đề kiểm soát sản xuất và sử dụng túi ni lông đã được đặt ra để bảo vệ sức khỏe và môi trường. Tuy nhiên, để lời phát động hạn chế sử dụng nhựa và túi ni lông lan tỏa trong cộng đồng, có đôi khi chỉ bắt đầu thay đổi thói quen nhỏ hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Thay vì tay không đi chợ rồi mang về 7-8 bọc ni lông như trước, thì giờ đây trong mỗi buổi chợ, bà Nguyễn Thị Ngân luôn luôn mang theo chiếc giỏ này bên mình. Bởi nhiều năm qua, chính bà liên tục bị những chiếc bọc ni lông này quấn vào chân vịt khi chạy giỏ lãi. Hơn thế, khi biết được dùng bọc ni lông đựng thực phẩm tươi sống và thức ăn nóng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đã khiến bà nhanh chóng thay đổi thói quen. Thì tại vì mình thấy mình xài bọc mình luyện tùm lum hết trơn, nó ô nhiễm. Nhiều khi xuống sông rồi cái xuồng ghe ta chạy rồi nó dính tùm lum hết trơn vậy đó. Rồi thành ra mình đi chợ rồi xài cái giỏ này gì nè.
Còn đối với những trung tâm mua sắm, siêu thị thì nhiều năm qua cũng đã đẩy mạnh nhiều biện pháp để hạn chế tác hại của bọc ni lông. Theo siêu thị Copmark thì những túi ni lông trắng như thế này thành phần chủ yếu là cellulose nên chỉ cần 45 ngày là tự phân hủy chứ không kéo dài như loại túi ni lông thông thường. Mặt khác, hệ thống đã cung cấp đến người tiêu dùng loại túi xanh thân thiện với môi trường và sức khỏe. Giá rẻ và loại túi này còn được tặng kèm trong các đợt khuyến mãi, chăm sóc khách hàng hàng tháng của siêu thị. Cho nên mình cần phải xài những cái vỏ, vỏ thân thiện môi trường, thân thiện môi trường đó rất là tiện lợi vì mình đựng tất cả những gì vô vỏ hết, nó không có tốn nhiều những cái bọc lặt vặt này làm cho lâu ngày biết bao nhiêu là ô nhiễm. Chính sự tiện lợi mà túi ni lông đã trở thành một thảm họa cho môi trường, không chỉ hiện tại mà còn kéo dài đến thế hệ sau. Vì thế, chỉ cần một sự thay đổi trong ý thức và cách sinh hoạt của mọi người sẽ góp phần bảo vệ được môi trường sống. Kính thưa quý khán giả, gần đây, sạt lở liên tục xảy ra ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều hecta đất, nhà cửa bị hà bá cuốn trôi. Chưa bao giờ người dân vùng đồng bằng phải sống trong nơm nớp lo sợ như bây giờ. Vào cuối tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang đã công bố bản đồ các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, cũng như cảnh báo cho người dân nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản. Trong đó, toàn tỉnh có 336 km sạt lở, nguy cơ sạt lở với 212 điểm thuộc các kênh rạch thuộc cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Nhiều nhất ở huyện Phụng Hiệp có 130 km với 76 điểm, chủ yếu ở kênh Sáng Nàng Mau, kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp, kênh Lái Hiếu, kênh Ngang, kênh Hậu Giang 3. Kế đó là huyện Vị Thủy với 87 km với 7 tuyến ở kênh Sáng Nàng Mau, kênh Nàng Mau 2, kênh Sà No và kênh Mương Lộ. Và huyện Châu Thành đứng vị trí số 3 với gần 41 km, 34 điểm nằm trên sông Cái Côn, kênh Mái Dầm, kênh Cái Dầu, kênh Cái Muồn, kênh Xẻo Chòi, kênh Mới, kênh Lạc, kênh Thành Đông. Huyện Đông Mỹ có hơn 27 km với 8 điểm, chủ yếu ở sông Cái Lớn, kênh Hậu Giang, sông Trà Bang, tuyến Xóm Rẫy. Thị xã Long Mỹ với chiều dài khoảng 24 km, 10 điểm, chủ yếu ở sông Cái Lớn, kênh Trà Bang, khu vực trung tâm phường Bình Thạnh, kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp, đoạn qua phường Trà Lồng, kênh Hậu Giang. Thị xã Ngã Bảy trên 14 km với 19 điểm, ở kênh Cái Côn, kênh Lái Hiếu, kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp, kênh Xẻo Môn, kênh Mang Cá, kênh Xẻo Vông. Châu Thành A khoảng 9,5 km với 46 điểm, chủ yếu trên sông Ba Láng, sông Láng Hầm, kênh Sà No. Việc thống kê, xây dựng bản đồ sạt lở như quý khán giả vừa xem sẽ giúp ngành chức năng chủ động hơn trong việc ứng phó với sạt lở về lâu, về dài. Thưa quý khán giả, sạt lở bờ sông vốn dĩ là hiện tượng tự nhiên, nhưng giờ đây thực sự trở thành nỗi ám ảnh của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ trong tích tắc, bao nhiêu tài sản tích góp cả đời bị nhấn chìm. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, hiện tượng sạt lở gia tăng như hiện nay còn bắt đầu từ một tình trạng khác đang rất phổ biến ở các hệ thống ven sông. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên tài sự trẻ sẽ cho thấy rõ điều này. Trong một năm qua, khu ven sông Cái Côn này đã 3 lần xảy ra sạt lở. Căn nhà của bà Phạm Thị Thơi đã 2 lần phải đập bỏ để chạy lở, nhưng không lúc nào yên. Ngăn nứt nhỏ thôi, rồi sáng khi mở cửa ra thì thấy nó lớn rồi. Là khoảng 2 tiếng là nó sập liền đó. Khu dưới này bây giờ nó quá hẩm rồi. Chắc từ từ cũng phải chạy, nhưng bây giờ tạm thời thôi. Cuộc sống phát triển, nhu cầu về nhà ở càng lớn, nên tình trạng lấn chiếm kênh rạch để xây dựng nhà cửa bằng các vật liệu kiên cố ngày càng nhiều. Qua thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh Hậu Giang có gần 2.000 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, khả năng mất nhà, đất. Ngoài ra, có trên 7.800 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Ngoài các yếu tố tự nhiên như tình trạng xây nhà kiên cố ven sông làm cho sạt lở diễn ra nhanh hơn. Sạt lở rồi di dời vào mức trong thì nó chưa bảo đảm an toàn. Các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu của địa phương, quan tâm tới việc mà quản lý, việc mà cất nhà cửa của người dân cập theo các tuyến kinh có nguy cơ sạt lở cao. Thì nơi nào mà xảy ra tình trạng mà cất nhà lấn chiếm lòng sông trên các tuyến kinh có nguy cơ sạt lở cao thì người đứng đầu của địa phương đó phải chịu trách nhiệm với cấp trên. Để kéo giảm sạt lở bờ sông,
Hậu Giang đã thông qua điều chỉnh và bổ sung quy hoạch bố trí tái định cư giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, quản lý chặt việc xây dựng, tránh tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, sắp xếp, bố trí nơi ở và tạo điều kiện sinh sống tốt hơn cho người dân. Ngoài ra, đầu tư gia cố bờ sông, kênh rạch có nguy cơ sạt lở cao để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tuy có muộn, nhưng đây được xem là giải pháp căn cơ trong phòng chống sạt lở đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Thời gian qua, việc đeo thẻ công chức viên chức trong khi thi hành công vụ ở các cơ quan nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, qua theo dõi kiểm tra, vẫn còn cán bộ công chức viên chức thực hiện chưa tốt việc đeo thẻ trong giờ làm việc. Vì thế, Sở Nội vụ vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thực hiện nghiêm điều này, trong đó nhấn mạnh đeo thẻ công chức được xem là nội dung đánh giá xếp loại cuối năm. Thủ trưởng các đơn vị cơ quan rà soát những cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý chưa được làm thẻ hoặc đã thay đổi chức vụ, vị trí việc làm để triển khai làm thẻ, cấp thẻ theo quy định. Quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức viên chức thực hiện việc đeo thẻ trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là những công chức viên chức các cơ quan hành chính, bộ phận một cửa và các đơn vị sự nghiệp thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Xem đây là một nội dung đánh giá xếp loại hàng năm đối với cán bộ công chức viên chức. Thị trường tiêu thụ heo đang rất sôi động, heo hơi liên tục tăng giá, hiện ở mức 49.000 đồng đến 50.000 đồng một ký. Với mức giá kỷ lục như thế này đã kích thích người chăn nuôi tái đàn. Khảo sát tại Hậu Giang, heo giống đã lên đến 90.000 đến 95.000 đồng một ký, tương đương từ 1 triệu đến 1 triệu 500.000 đồng một con, gấp 2 đến 3 lần so với trước. Tuy nhiên, lượng heo con trong dân còn nhiều, nếu có cũng để lại tăng đàn. Do thiếu nguồn con giống và nhu cầu tái đàn phục vụ thị trường cuối năm nên dự báo giá sẽ còn tăng trong thời gian tới. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thời điểm này, người dân còn ngán ngại với chuyện tăng đàn, chưa dám đầu tư, chỉ còn tồn tại những cơ sở chăn nuôi truyền thống. Đối với hộ nuôi heo thịt thua lỗ trong thời gian qua, đã có rất nhiều trường hợp bỏ chuồng và không tái đàn nữa. Có thể lý giải vì sao mức giá heo hơi tăng lên như hiện nay là do lượng heo trong dân còn ít. Bài học thừa heo vừa qua vẫn còn ám ảnh người chăn nuôi, nên bà con rất thận trọng khi tái đàn. Thưa quý khán giả, ốc bươu vàng luôn là kẻ thù của người trồng lúa. Ngày mưa, bắt đầu nó lại sinh sôi vô kể, khiến cho ai cũng ám ảnh, rầu lo. Nhưng nhờ nó mà nhiều hộ nghèo ở nông thôn có thu nhập trong mùa giáp hạt. Mời quý vị cùng đến với Nhịp sống nông thôn ở huyện Phụng Hiệp. Ốc bươu vàng hiện tại được thương lái đến tận nhà thu mua với giá 3.500 đồng một ký. Trung bình, một người làm nghề bắt ốc từ 3 giờ đến 6 giờ sáng có thể bắt được từ 50 đến 60 kg, thu nhập cũng gần 200.000 đồng. Theo bà con, hiện nay do đang là mùa sinh sản nên lượng ốc rất nhiều. Mỗi ngày gia đình bắt từ 700 đến 1.000 kg. Ốc được thu mua về sẽ giao cho các điểm lẻ để gia công. Sau đó, thịt sẽ được xuất về thành phố Hồ Chí Minh với giá dao động từ 16.000 đến 18.000 đồng một kg. Mỗi khi trời mưa đến, tại km 10 900, quốc lộ 61C thuộc ấp Nhân Thuận 1, xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, đường rất trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Bà con còn cho biết đoạn đường này hơi bị nghiêng. Vào sáng sớm nay đã xảy ra tai nạn giao thông khiến ô tô lật nhào xuống ruộng. Tài xế Ngô Thanh Tâm, sinh năm 1987 ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điều khiển trên quốc lộ 61C theo hướng từ Hậu Giang đi thành phố Cần Thơ. Đến đoạn đường này thì bất chợt lảo đảo rồi phóng tới cán bẹp cọc tiêu, biển báo bên phải lề đường. Sau đó quay đầu trở lại, ngược và lật nhào xuống ruộng. Rất may, lúc đó đường vắng người, ít phương tiện giao thông qua lại nên không xảy ra thương vong. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.